Ui, đóng lóng anh em ơi. Đóng rồi. Ấy. Ngon luôn. Wow. Từ cắn, từ cắn anh em. Cắn, cắn, cắn. Cắn rồi. Ây da. Ui, con này to. To to anh em ơi. Ây da. Hi, xin chào cả nhà nhé. Thì hôm nay anh em chúng ta lại gặp nhau buổi cuối tuần, nhưng mà thời tiết mùa này em thấy nó cứ lạ lạ làm sao ấy. Mặc dù là qua thanh minh rồi mà tự nhiên hôm nay trời cứ rét đấy. Đó, thì hôm nay anh em ta đến một điểm câu rất là đẹp, sông nước mênh mông luôn, cũng tương đối là xa. Nói chung là ở Hải Phòng chỗ em thì điểm câu rất là nhiều, nhưng mà đi thì có điểm ngon ấy, cảnh quay đẹp thì nó rất là xa. Ý anh em ngắm nhau về chưa? Đây vừa nãy lúc vừa rồi ấy, thì em định ngồi dưới chân cầu kia, nhưng mà chân cầu là dưới chân cầu đường cao tốc các bạn ạ, thành ra là xe sẽ ồn lắm, nó cứ kiểu gió thổi nó vù 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 ấy. Thế là chui trong đây đánh các bác nhé. Bên kia cũng có anh em đang ngồi cầu kìa. Thì ở đây nó rộng lắm, nó rộng lắm các bạn, nên là hôm nay em đi là em đánh cả lăng xê này đấy. Hôm nay mua đầu gói một gạch, nhưng mà gói mồi này có cái nhược điểm là mồi này lô tan lắm đó, nó không được ngon như cái mồi lần trước. Mồi lần trước em đánh thường nó chỉ khoảng 4 tiếng tan thì vừa tầm, nhưng mà gói này nó 8 tiếng cơ. Gói này là nó chỉ đánh ở chỗ nước chảy đây là hợp lý, nhưng không sao, có sao đánh vậy anh em ạ. Bây giờ em ném cái lăng xê trước các bác nhé. Lâu rồi nó không đánh lăng xê. Hôm nay có mỗi cái gói này, kể ra chỗ này mà anh em đánh sông suối nó chảy đẹp quá, bởi vì cái này nó lô tan lắm, này nó 8 tiếng liền cơ. Em đánh ở chỗ nước nó không chảy thì thành ra là nó cũng lại có một cái nhược điểm, đó là nó lô tan. Thì đánh được những chỗ này thì đánh quả mồi 4 tiếng mới tan thì hợp lý nhất. Nhưng mà nói chung là em đánh cái này nó chỉ là phụ thôi, méo mó có hơn không nhỉ em ạ. Nhưng mà cũng chưa biết đâu được các bác nhá. Hôm nay thời tiết nó thay đổi, nó lạnh này mà cá nó lại ăn sâu thì cũng rất là khó đoán đấy. Rồi, nhét cái cây cho chỉ chắc. Ô, cây này bé nhỉ. Ô, gốc to to nhỉ. À, chập đùi. Mồi gạch này được cái ưu điểm là nó ra mồi rất là nhanh, tiện lợi. Đánh thì cực kỳ hiệu quả. Mỗi tội cái nhược điểm lớn nhất của nó là đắt. Rất là đắt anh em ạ, so với cái mồi truyền thống của nhà mình này. Còn lại cực kỳ đắt. Rồi ta đây. Cắm đây cho nó trùng dây đã. Cắm lùi lùi trong đây nó chắc chân anh em ạ. Đó. Mà cần thiết anh em ta cho thấp luôn, không cần phải cho cao. Thế này thôi là ok. Này cái chùm của nó là có 12 lưỡi các bạn ạ. Được cái con này nó ra mồi nhanh, câu sướng lắm. Okay.
Đấy, anh em ta đến nắp mỗi cần một chuông nhé, khi nào cá nó đang rang là giật thôi. Này đánh 4 cần các bác ạ. Ok. Còn bây giờ là anh em ta làm thêm một cái cần lục. Cần lục thì nói chung là ngắm pha nó sướng các bạn ạ. Năng xê, nếu mà anh em răng năng xê sóng này chắc là bác võng mình ngủ. Bây giờ chú nó kêu thì dậy kêu cá thôi. Anh em lúc nào cũng đi phải đánh thêm một cần lục đánh sao sướng. Ngồi câu là phải ngắm phao. Sở thích của em là cứ phải câu ngắm phao thì nó mới sướng được. Vừa nãy em thấy các bác đánh ở đằng kia thì bảo rìa bờ nước nó cũng lông lắm, nên là hôm nay em đánh tận 6m3 cho nó xa. Cần càng dài nó càng có lợi thế, đó là gần mình cũng đánh được, gần thì anh em có thể ngồi chéo, xa thì mình có thể vươn được, nó rất là lợi thế. Trời này hơi gió nữa cơ. Để em căn thử mực nước xem nó tới đâu đã. Gió to quá. Nước lên lông anh em ạ. Nước này tương đối lông đấy. Ủa, lồng lắm các bạn ạ. Này để em đi dò xem có chỗ nào sâu không. Đi nước đấy lồng lắm. Mồi nó hơi ẩm anh em ạ. Rồi, ok. Bận quá. Chết tả, chủ số bán xôi này có cái màu xôi trông ác liệt chưa anh em này. Màu xanh tím. Có cái điều nào hôm nay đi bán xôi quên không cho khách cái thìa để xúc. Tại mình ngồi gặm.
cắn. Cần cắn không? Bắt đây. Không biết có dính không này. Mưa anh em ạ. Ui, cá mừng to đấy. Rồi. Cá mừng to phát các anh em ạ. Ui. Mồi này vẫn chiến chiến tiếp anh ạ. Cái tưởng còn gì, còn mương. Trời ơi. Ôi ôi. Ê, cho anh em xem con mương to chưa. Rồi con này thả nhá. Cần cắn, cần cắn anh em ơi. Cắn, cắn, cắn. Cắn rồi. Ây da. Ui, con này to. To to anh em ơi. Ây da. Đi vậy. Chắp chắp anh em ạ. Đó nhỉ. Chắp chắp anh em này. Chắp vào chuối vậy. Chuối 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 các bác ạ. Này chuối chuối chuối. Đừng có chú chuối. Ui. Vào đây, vào đây. Ok, đồng chú trôi. À, chà chà chà. Chuối trắng anh em ạ. Đồng một chú chua trắng anh em ơi. Ngon đấy. Con này chắc khoảng cân rưỡi. Ôi, cho luôn túi nhỉ. Con này chắc khoảng được cân rưỡi. Tuyệt vời. Ngon luôn anh em ạ, đâu còn trôi. Phê quá ạ. Mồi nó vẫn còn anh em ạ, em ném luôn.
Đây rồi anh em ơi. Ôi. Đây rồi anh em ơi. Ôi. Ui, đục đục to bằng quá. Ui giời. Ủa anh em ơi, đồ nó phía to bong mất rồi. Ủa. Trời ơi, sao lại bóc được nhỉ? Quá giật hơi nhẹ các bác ạ. Giật hơi nhẹ anh em ạ. Phí quá. Đồ phía to đấy, con này to đấy. Phí quá anh em ạ, đồ nó phía to bong mất. Tâm này cáo đầu đi ăn đấy. Ở phía quá anh em ạ, vừa em giật quả đấy, em giật hơi nhẹ tay. Tưởng cá con ấy, mình chỉ giật nhẹ tay phát lên, không ngờ đóng cột phì thế bong mất. Thế quá, còn đấy to phết anh em ạ. Em nhìn con đấy chắc nó phải gần 2 cân đấy. Rễ quả đẹp quá. Phê. Ở đây cho anh em xem khung cảnh bên kia một chút nhé. Ở đây nó còn trải dài, thi thi kia nó xa lắm. Em vừa định phi sang đấy chưa câu cơ. Nhưng mà thôi ngồi ngay cái đoạn đầu này. Ngồi chỗ này cũng rất là ok này. Đây bên kia nó gần đường cao tốc. Mà không biết là cao tốc là chắc là hình như Hải Phòng Hà Nội hay sao nhỉ. Đầu cao tốc này phải là Hải Phòng Quảng Ninh mới đúng. Đấy mà hình nó cũng nối cả trên Hà Nội thì phải. Mà gió bắt đầu hưu hưu anh em này. Ý thì đằng sau đây là một vườn toàn mít đây các bác ạ. Đây anh em vào xem. Đó, đằng sau toàn mít đây, này có một cái ao họ cho họ nuôi cá rô anh em này. Nuôi cá rô. Đằng sau toàn mít. Hôm nay ở đây thì nói chung là không có nhiều anh em câu lắm. Cái đợt trước em ra đồng lắm, đợt trước ra phải 450 cân anh em ạ. Đợt này chỉ có mấy anh em này. Bữa mới bác kiểu lên được con to phết. Đấy, anh em đang câu đài kìa, lên con to phết đấy. Đây có cái bông hoa gì vậy? Đi câu hôm buổi có cái buồng chuối một ngay đây. Ở đây nhiều cá phết anh em ạ, nó cứ bùng 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 này, không biết người ta nuôi cá rô hay là cá chê gì ấy. Đấy thằng trong nó cứ bùng bùng liên tục ấy. Ui, cá đang cắn anh em ơi. Cắn rồi. Ôi cắn anh em ơi. Mẹ. Đóng rồi. Bỏ chuông đỡ kêu anh em ạ. À con này to đấy. Ôi con gì vậy? À nó nỉ lắm anh em ạ. Nỉ lắm. Đoạn bẻ thôi rồi, đoạn bẻ. Ui dồi, đoạn bẻ to chưa? Úi dồi, đoạn bẻ anh em ạ. Ui, còn đoạn bẻ vàng chưa anh em ạ? Sợ thật lằn này. Rinh. Cần này bên ngoài này đánh ok phết nhỉ, hiệu quả. Mấy con kia cho lên, con này lên. Thôi, con này vất phơi cho nó chết anh em ạ. Rồi, con này nó vàng chưa các bạn này. Cá dọn bể đúng là nước nợ, người nó vàng thật. Chứ bình thường nó ở nước ngọt, người đen xì anh em ạ. Tội mày ăn mồi của anh mày. Vừa đây nha. Gió to phết. Cần đánh nục kia đánh nó, tại nó đánh nó gần bờ quá, anh ra là cá nó ít vào anh em ạ. Bởi vì nước đây rất là lông. Kiểu nước mà sâu sâu thì đánh hay. Bên kia có hai anh em vừa đến ngồi các bác nhỉ. Muộn rồi vẫn đến ngồi. Anh em ta lại ngồi ngắm phao thôi. Mặc dù ngắm phao được cái chỗ này thì em thấy câu nó không được hiệu quả đâu. Nhưng mà cũng cố ngắm anh em ạ.
Ui, đóng lỏng anh em ơi. Đóng rồi. Ê. Ngon luôn. Wow. Cuối giờ lên con chuối ạ. Bỏ chuông anh em ơi. Phê. Anh mong bóc em cái. Cá trong đấy. Vâng. Cái cá đen đen ấy. Cái cây đen đen ấy. Đấy lại vâng anh xoáy em á. Trôi. Vừa em đang định đi về đấy nha. Ui ngon luôn anh em ạ. À cũng nhỏ nhỏ thôi, không to lắm. Á xà. Có anh vớt rồi. Vâng vớt thoải mái. Ai à? Trôi. Úi xa xa xa. Tầm này tối mới ăn. Ok. Ngon luôn này. Vâng. Đang chuẩn bị đi về ngồi nói chuyện ông anh giai điện lại đồ con này các bác ạ. Tuyệt vời. Rưỡi. Chui cổ luôn. Ui nó to. Nó đóng nhiều lưỡi quá. Ít chùm. Vâng. Lúc đóng một chùi khác nó kéo. Sợ thật. Ok anh em ơi cho túi rồi. Wow. Hai chú. Ngon luôn. Tối muộn là các bạn may quá có ông anh ở đây ông ấy ra hộ cái vợt. Bởi vì vừa nãy em chuẩn bị em về ấy, thành ra là vợt em cất rồi, em thu hết đồ trong đây rồi. Thế là đang ngồi nói chuyện ông anh là bắt đầu cần nó ra nó rít cái ta tận kia luôn. Thế là em nhìn con cá trôi nó bay mặt nước rồi. Thế chạy ra mày ông ấy lại cắm cho cái vợt chứ không khó mắt. Nói chung là ở đây ấy, thì nước nó rất là nông, thành ra là đánh ở ngoài giữa dòng là rất ok anh em ạ. Còn đánh ở gần bờ này con thua mấy. Đấy gần bờ này nó nông quá cá chẳng vào. Đấy, ông anh thì vừa cầu trong kia ông bảo là ở đằng cuối kia nước rất là sâu, nó được khoảng 4 mét cơ. Thì chắc là buổi sau em sang đây em sẽ vào tận bên trong kia và sẽ quay cho anh em từ đầu đến cuối luôn nhé. Còn bây giờ là em thu đồ về đấy. Em cân hai con cho các bác xem nó được mấy cân nào. Đằng nào con này cũng chết thì em cho vào túi bóng nó về ăn luôn các bạn ạ. Hôm nay em đi cũng không cầm sục xiếc gì cả. Này đồ đang xế nó nhiều quá nè. Nhiều quá em không có chỗ để sục hai con này. Một chú này. Này lồng hai túi bóng về cũng đứt mất. Ôi. Đừng. Toàn trôi. Cái mồi gạch đánh nhẹ phết mỗi tội lô tan. Cái này hôm nay mà nó mà tan nhanh khả năng còn được nữa. Cân thử nha anh em ơi. Nhảy chưa? Ok nhảy không? Anh em nhìn rõ không? 4 cân 3, 4 cân 4. Và bà tao 4 cân 4. Hai con. Tuyệt vời. Thôi em về nhé. Hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo. Hôm nay đánh nói chung là rất là ok.
kẻ ra nước ở đây nó mà sâu sâu tí nữa đánh lục thì đẹp quá. Ô tách 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 túi. Chết nhỉ. Ôi, còn cái túi nữa đâu nhỉ? Còn cái túi.